nghĩa tình, cùng nhau chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Đông Hòa giàu đẹp, đổi mới đi lên. Diễn viên, tập thể diễn viên, đoàn nghệ thuật quần chúng, Lisa.
chúng tôi trân trọng kính mời đồng chí Trần Thanh Hưng, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đoàn nghệ thuật thị xã Đông Hòa đã hoàn thành xong phần tham gia thi diễn của mình. Xin được dành một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng. Xin chân thành cảm ơn đồng chí Trần Thanh Hưng, tỉnh ủy.